Xin chào quý vị và các bạn. Nhân dịp năm mới 2023, xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng, may mắn và thành công. Thưa quý vị, trong văn hóa quan họ có rất nhiều yếu tố đặc trưng để làm nên nét riêng biệt của loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống này. Và trong đó thì nghệ thuật giao tiếp cũng là một yếu tố rất quan trọng. Ngoài lời ăn nết ở thì chúng ta thường thấy hình ảnh miếng trầu không thể thiếu với các liền anh liền chị. Và ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu về miếng trầu trong văn hóa quan họ cùng với Dạ Hợp quý vị nhé. Quý vị thân mến, Dạ Hợp có mặt ở tại làng quan họ Thị Cầu. Nơi đây từ xưa đã nổi tiếng, có lối chơi quan họ rất đặc sắc và có rất nhiều nghệ nhân quan họ mực thước tài hoa. Và ngày hôm nay Dạ Hợp có dịp được trò chuyện cùng với các liền anh liền chị của quan họ Thị Cầu ạ. Vâng, xin chào các nghệ nhân của làng quan họ Thị Cầu ạ. Vâng ạ, chào MC ạ. Vâng ạ, các nghệ nhân đang tên trầu cánh phượng phải không ạ? Dạ, vâng. Dạ vâng ạ, Dạ Hợp cũng rất là mong muốn các nghệ nhân có thể chia sẻ làm thế nào để có thể têm được một miếng trầu cánh phượng thật là đẹp ạ. Muốn têm được một miếng trầu cánh phượng đẹp, trước tiên ta phải lựa. Thứ nhất là lá dầu, thứ hai là vỏ, và thứ ba là cau. Cau là phải chọn quả cau nó trường, quả nó dài và nửa màu nửa hạt. Vỏ thì phải chọn miếng vỏ coi như nó tươi, nó thắm màu đẹp. Để lá dầu chọn từng lá một, từng lá chọn đẹp, nó phải cân tất cả các sống và các đầu lá thì có tên miếng trầu cánh phượng mới đẹp. Mà cái chủ yếu là phải có tên, phải có vôi. Khi bổ cau là phải sát chanh và nó mới trắng được miếng cau, nó không để một tí nó thâm đen các bạn. Đấy, chúng tôi phải sát chanh, nào sát chanh vào đây không? Nếu nó không sát nó thâm, nó sát nó thâm. Nó là cái dựa của cái vỏ. Vâng, đấy là các nguyên liệu để có thể têm trầu. Vậy thì cách têm trầu của các nghệ nhân thì có những cái bước như thế nào để quý vị khán giả có thể biết được những bước cơ bản khi chúng ta têm trầu ạ? Bước thứ nhất là ta phải lạng vỏ. Tìm miếng vỏ nó đẹp thì nó có màu thế, ta sẽ lạng miếng vỏ như thế này. Sau sẽ sửa một tí cho nó vừa với cái miếng cau. Đây như thế này là thành miếng vỏ tên. Đấy. Đây là cái cách rửa đây, và sau ta tỉa làm sao cho nó đều, mà nó nhìn cái miếng vỏ nó đều và cân nó đều, và nó có cái những cái răng cưa này nó dài thì nó đẹp hơn. Nếu mà tỉ mà ngắn ấy thì nó chù nó không đẹp. Cho nên là ta cố gắng làm sao mà cho nó đều thì miếng vỏ trông nó đẹp. Cái quan trọng là các cái răng cưa nó không có cái to cái nhỏ. Đấy, nó phải đều nhau. Một trong những công cụ. Xong vỏ thì để lên miếng cau. Miếng vỏ là xong rồi. Cau đây là hai cái cánh con phượng. Mà phải cau đây, bổ 4, nếu cau to thì bổ 6, mà cau vừa thì bổ 4. Sát chanh và nó sáng thế này. Để tách cái này ra để cài lá dầu và miếng vỏ vào. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể biết được quả cau nào là ngon ạ? Để có thể có được miếng trầu ngon nhất ạ?
cân màu cân hạt, nếu như nhìn quả cao như thế này thì không thể biết được là cân màu cân hạt. Ta phải nhìn là quả cao non. Thì bao giờ cái chũm này của nó cũng rất là tròn mà nó sẽ chùm qua phím đây. Nếu mà nó già thì nó phình cái này ra nó to. Thì cái mà chũm bọc màu này là nó bé lên. Hai cái chỗ này tức là quả cao nó phình ra thì tức là cao già rồi, không phải cao non. Còn nó thon như thế này thì là quả cao non. Mà tem dầu cánh phượng ta phải chọn những quả cao trường mà nó dài như thế này thì miếng dầu nó thanh nó đẹp. Thế nếu mà cao sung nó ngắn thì trông nó bần nó không đẹp. Đấy là về cái hình thức chọn cao chọn dầu nó là như thế. Khi bổ ra thì sao ạ? Khi bổ ra thì nhìn thế nào là một miếng cao ngon ạ? Đây, khi bổ ra nó sẽ cân màu cân hạt thế này. Đây nửa màu nửa hạt bằng nhau. Thế mà nếu không sát chanh, đây để sát chanh cho nó trắng như này. Nếu không sát chanh nó sẽ thơm như này. Đấy, người quan họ chúng tôi phải nghiên cứu là sát chanh rồi đấy. Vậy thì sau khi chúng ta đã có những miếng vỏ, miếng cau thật là đẹp rồi thì chúng ta cần phải có lá trầu nữa phải không ạ? Đây, lá dầu ta phải chọn những lá dầu nó đều, nó cân như thế này. Mà nó trường này, không to, không bé. Thì bắt đầu ta sẽ tỉa như thế này. Bước thứ nhất là ta sửa. Sửa cho nó cân cái lá dầu như thế này. Chỗ nào mà còn cảm thấy nó lệch cân như thế này. Bắt đầu ta mới bấm răng cưa. Cũng lại làm hình thức một tí. Là bấm răng cưa đây. Tùy theo bấm 3, bấm 5, bấm bao nhiêu thì tùy theo. Đấy. Đấy là xong bước răng cưa. Bước tiếp theo là bắt đầu ta cắt thành cánh. Phần này gọi là cánh phượng đây phải không? Cánh phượng đấy. Dạ. Ta sẽ thành một lá dầu cánh phượng. Cái này sau là chỉ cho vôi vào quấn là thành những chầu cánh phượng. Các nghệ nhân có thể quấn một miếng chầu cánh phượng hoàn chỉnh để cho các khán giả được biết ạ. Đây, trước khi là ta cho vôi vào, bắt đầu quấn. Cái cho vôi này cũng rất là quan trọng. Tức là như ban nãy nghệ nhân có nói rằng có người tiêm trầu quên vôi. Nếu mà quên vôi nữa thì trầu ăn không bao giờ đỏ cả. Thiếu một vị vôi là không thành trầu đỏ. Ca dao có nói rất hay với dạ hợp như này. Trầu không vôi, ắt là trầu nhạt. Cau không hạt, ắt miếng cau già. Cho nên nó đã có những cái công thức để người ta biết trầu tên thế nào là cần thiết. Vâng. Cho nên cái vôi là cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu thiếu vôi thì không bao giờ đỏ môi thắm má được. Những trầu cánh phượng, chuẩn của nó là phải đúng 9 cánh. Còn bây giờ nhiều làng là tên có 5 cánh với 7 cánh, tức là tên trầu hầu bóng, chứ không phải trầu cánh phượng. Dầu cánh phượng của nó đúng 9 cánh. Đây. Đúng 9 cánh. Thế mà thêm 5 cánh với lại 7 cánh thì không phải là dầu cánh phượng. Vâng ạ, cảm ơn các nghệ nhân đã giúp dạ hợp hiểu hơn những cái nét đẹp trong quan họ của chúng ta qua hình ảnh của miếng trầu ạ. Và quý vị thân mến, chắc chắn quý vị đã biết được những cái cách thức để làm lên một miếng trầu cánh phượng cơ bản rồi. Tuy nhiên là chúng ta muốn hiểu hơn là miếng trầu với người Việt Nam nói chung và người quan họ nói riêng có ý nghĩa biểu trưng như thế nào, và miếng trầu trong cuộc sống hàng ngày và trong lối chơi quan họ thì có điều gì khác nhau, chắc chắn là quý vị đang rất tò mò phải không ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi để chúng ta biết rõ hơn về hình ảnh miếng trầu trong quan họ quý vị nhé. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, dạ hợp rất muốn được hỏi là tục ăn trầu của chúng ta có từ bao giờ và thông điệp mà miếng trầu mang đến có ý nghĩa gì ạ? Trong câu hỏi này là nó có hai ý. Dạ. Cái ý thứ nhất đó là miếng trầu, cái tục ăn trầu của chúng ta có từ bao giờ. Cái thứ hai đó là cái thông điệp mà thông qua miếng trầu thì người xưa muốn gửi gắm những điều gì thông qua miếng trầu. Trước khi trả lời hai cái câu hỏi, hai cái ý của dạ hợp đấy, thì tôi phải nói với dạ hợp và nói với các nghệ nhân thế này. Tức là ngày nay đó thì rất tiếc là cái phong trào ăn trầu đó, nó ngày nó một ít đi, nó một nhạt mờ. Trong những cái nguyên nhân đó thì có một cái nguyên nhân, tức là bây giờ người ta không nhuộm răng đen.
vì thế ngã trầu đó thì sợ rằng nó ố đi cái men răng trắng. Cho nên cái đó là một. Cái thứ hai nữa là người ta cũng cảm thấy ăn trầu cũng hơi cầu kỳ. Vì thế mà bây giờ người ta ít ăn trầu. Có thể nói là tỷ lệ ăn trầu bây giờ chỉ còn khoảng 5% so với ngày xưa. Nhưng mà mặc dù là ăn trầu không còn nhiều như các bà thấy đấy, trong những đám cưới, đám hỏi không bao giờ có thể thiếu được mâm trầu. Trầu cau vẫn chiếm một vị trí độc tôn trong những cái cuộc dẫn cưới. Đi dẫn cưới dù là 7 mâm cỗ hay 9 mâm lễ thì cái mâm trầu cau nó vẫn đi đầu tiên, vẫn là phải dẫn đầu. Khi mang đến nhà gái rồi bày trong cái bàn đó, bàn thờ đó, thì mâm trầu cau vẫn phải ở giữa. Mặc dù vì giá trị vật chất nó có thể là không phải là mâm nhiều tiền nhất, nhưng mà trầu cau vẫn nằm ở chính giữa trong những cái mâm lễ. Thế thì cho nên có thể nói là vì cái tục ăn trầu của chúng ta nó có gốc gác từ rất xa xưa, nó đã đi vào máu trong cái con người Việt Nam thành tiềm thức rồi. Vì thế cho nên nó vẫn còn tồn tại và không biết đến bao giờ. Dù sao đó thì chúng ta cũng biết là nên nhớ về cội nguồn một chút. Vừa rồi dạ học có hỏi tôi là tục ăn trầu có từ bao giờ. Thế và qua đọc sách nghiên cứu tìm hiểu đấy, thì chúng ta ai cũng biết tục ăn trầu có ít nhất khoảng độ trên 3.000 năm. Tức là theo như truyền thuyết dân gian, cái câu chuyện trầu cau, sự tích trầu cau. Thế thì khi có cái sự tích trầu cau ra đời thì nó gắn liền với cái tục ăn trầu. Thế và sau này đó người ta mới lấy ba cái vị đó, tức là cau này, trầu này, vôi, quện vào với nhau mà tạo thành một cái màu rất sặc sỡ, đó là màu đỏ tươi giống như son vậy. Bởi vì thế cho nên ban nãy các liền chị có nói rằng là tên trầu thì phải nhớ cho vôi. Trầu không vôi ắt là trầu nhạt, cau không hạt ắt miếng cau già. Và tôi nói với dạ hợp rồi, không có gì vô duyên bằng ăn trầu mà không có vôi. Bởi vì ăn trầu là phải đỏ môi thắm má, nhưng nếu không bôi thì không bao giờ có một màu gì ngoài màu xanh. Thế vì thế cho nên sự tích trầu cau có từ bao giờ thì đấy là ý nhất tôi trả lời cho dạ hợp. Và cũng để nói với quý vị, đặc biệt là các em nhỏ. Thế còn cái phần thứ hai này, những thông điệp từ miếng trầu, nó có đến nhiều chục cái thông điệp khác nhau. Tôi chỉ tổng kết có một số những cái thông điệp như sau để các nghệ nhân cũng cùng ôn lại. Nhớ miếng trầu không phải là chỉ đã ăn đâu, mà nó gửi gắm bao nhiêu tâm tư tình cảm ở trong đó, những thông điệp trong đó. Cái thông điệp thứ nhất đó là bày tỏ cái tình thân thiện. Cho nên miếng trầu là đầu câu chuyện, muốn người ta tiếp chuyện với mình, muốn mình nhờ vả người ta, muốn làm một cái việc gì đó thì ngày xưa đó bao giờ cũng phải có miếng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Khi người ta đang nhận trầu thì cái sự hòa hảo giữa hai người đã gần nhau rồi, và lúc đó mình đặt những vấn đề cần thiết thì mọi công việc sẽ bị được suôn sẻ. Thì cái thứ nhất tôi nói là đó là cái bày tỏ cái tình thân thiện giữa những con người với những con người. Cái thứ hai đó là thước đo tình cảm. Bạn nhớ nhé, miếng trầu mà là thước đo tình cảm, xem là liền chị đối với mình có nhiệt tình không, xem là cô gái có yêu mình không. Thì thông qua cái miếng trầu, ban nãy nghệ nhân Hoàn có nói rằng nếu mà cau to thì bổ ra làm 6, còn cau nhỏ thì bổ ra làm 4 để tiêm trầu cánh phượng. Thế thì trong dân gian có câu là yêu nhau cau 6 bổ 3, chẳng yêu cau 6 bổ ra làm 10. Tức là nhìn cái miếng cau thôi là đã biết rằng là cái chị này chị có quý mình không, cái cô gái có yêu mình không. Cho nên yêu nhau thì quả cau lẽ ra bổ làm 6, em bổ ra làm 3. Thế nhưng nếu không yêu đó thì cau 6 em bổ nhỏ nó ra làm 10. Ở đây có nghĩa là nó không được là hậu hĩnh lắm. Nói một cách cụ thể hơn, tức là miếng cau trông nó có vẻ đơn điệu. Thì đấy là cái thông điệp này để đo, thước đo cái tình cảm. Thế còn có một cái thước đo nữa là đo nhân cách. Đo tình cảm yêu hay không yêu, nhưng còn đo nhân cách nữa. Xem cái chàng trai này, cái cô gái này có được giáo dục tử tế không? Có phải là con người thi thư không? Hay là một cái người là phàm tục? Cho nên ấy, là vì thế cho các cụ mới nói là học ăn, học nói, ăn miếng trầu cũng phải học. Chứ không có thấy miếng cau to mà cầm cũng chưa hẳn đã là tốt đâu ạ. Trong ca dao còn có câu là thân em như miếng cau khô, người thanh thích mỏng, kẻ thô tham dày.
Người thanh là thanh địch, thô là thô tục, thô thiển. Thân em như miếng cau khô, người thanh thích mỏng, kẻ thô tham dày. Cho nên đừng có thấy miếng cau to mà đã vội cầm, chứ hẳn đã là tốt. Cho nên ở đây cái thông điệp thứ hai nó là cái thước đo nhân cách. Thế còn cái thứ ba nó khẳng định chuyện trăm năm. Miếng trầu là dâu nhà người. Nếu như người ta không nhận trầu có nghĩa là người ta không đồng ý lấy mình. Cho nên nó gửi đeo một thông điệp, nhận trầu hay không nhận trầu là một thông điệp. Cho nên miếng trầu là dâu nhà người. Hôm qua lên bãi hái dâu gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. Hai anh đứng lại hỏi han hỏi rằng cô ấy trên đường đi đâu. Dạ thưa em đi hái dâu. Hai anh mở túi đưa trầu mời ăn. Thưa rằng bác mẹ em răn làm thân con gái chớ ăn trầu người. Cho nên ấy, nếu như không được sự đồng ý của cha mẹ đó thì những cô gái không dám nhận trầu. Bởi vì nhận trầu thì là dâu người ta rồi. Vâng. Cho nên để nhận một miếng trầu của con trai đó thì đối với quan họ cũng phải tính toán, còn đối với xã hội đời thường cũng phải là tính toán cho nó kỹ. Chứ không phải cứ thấy mà đã cầm luôn. Cho nên khẳng định có hay không của ca quan họ. Đối với dân gian thì là như thế, còn đối với quan họ thì miếng trầu này đó, mời trầu này đó là khẳng định xem đây có cuộc ca không, có hay không có cuộc ca. Nhận trầu thì cuộc hát thì diễn ra, còn không nhận trầu thì hãy chờ đấy. Tức là liền chị mà người ta nhận trầu đó thì là liền anh chuẩn bị ca hát, còn nếu không người ta sẽ từ chối. Thế thì ở đây cũng tiện nói là lý do tại sao người ta từ chối. Có hai lý do, nếu các liền chị cứ kiểm tra lại xem có đúng không. Có hai cái lý do người ta không nhận trầu. Cái lý do thứ nhất đó là người ta phát hiện ra bọn quan họ liền anh này cao thủ, tức là nhiều câu hát giỏi, đối đáp tinh tường. Mình mà hát với họ đó thì mình lép vế quá. Thì đấy là lý do. Còn cái lý do thứ hai, người ta phát hiện là cái đám liền anh này ít câu lắm. Họ vừa mới nho nhe học được mấy câu, hát với họ là không bỏ. Cho nên người ta cũng từ chối. Nhưng mà dù là biết là liền anh nhiều câu hơn, giỏi hơn hay là liền anh ít câu kém hơn thì bao giờ người ta cũng rất khiêm nhường, chứ không bao giờ tỏ rằng là ta là người hơn. Đấy là cái đặc trưng khiêm nhường của quan họ. Ví dụ người ta nói rằng là già, chúng em còn cả sữa non măng, ăn giàu đã vậy, biết nói năng thế nào ạ? Thế hoặc là miếng trầu ăn nặng bằng chì, ăn rồi sao biết lấy gì giá ơn. Nhưng mà liền anh ấy, mà thấy người ta từ chối mà lại bê cơi trầu đi mở chỗ khác là liền anh chưa hiểu. Cho nên dù rất thích hát với liền anh rồi nhưng không bao giờ người ta nhận trầu ngay từ lần đầu tiên mời. Đấy là một trong những cái thông điệp, một trong những cái lệ luật không có trong văn bản. Nhưng mà nếu như con gái quan họ mà người ta vừa mới đưa trầu ra đã thích quá đã nhận ngay rồi để hát mà, thì đấy chưa phải là quan họ xịn, chưa phải là quan họ mà từng trải. Cho nên dù có thế nào chăng nữa, dù liền anh có kém mình bao nhiêu thì vẫn ca ngợi người ta là dạ liền anh như trăng sáng khắp nơi, em như con đom đóm dạo chơi bờ rào thôi ạ. Thế hoặc là cái khiêm nhường nó là một cái mà người như sao vượt giữa rời, em như chấu sẩy dám chơi đọa nào ạ. Mình biết chắc chắn là mình hơn cái chỗ liền anh này nhiều. Thưa các nghệ nhân, thì từ xưa đến nay trong giao duyên quan họ ấy ạ, thì các liền anh liền chị thì cái tục ăn trầu có vậy vị trí và có ý nghĩa như thế nào ạ? Vâng ạ. Theo tục của người quan họ thì là mỗi một canh hát quan họ, các làng nam mời hoặc là nữ mời đến hát một canh hát quan họ truyền thống cổ là bắt đầu phải có cơi trầu cánh phượng. Trước là để mời những vị khách, những liền anh của các làng đến chơi phải có miếng trầu để giao duyên mời nhau trước khi vào canh hát, tôn trọng nhau ạ. Vâng ạ, đó là một số ý kiến của các nghệ nhân. Vậy như nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi là một nhà nghiên cứu thì ông có quan điểm như nào về vấn đề này ạ? Miếng trầu trong giao duyên quan họ nó là cực kỳ quan trọng. Và tôi có thể nói luôn câu kết luận là phi trầu câu bất thành quan họ. Nói thì nó dài nhưng mà kết luận của một cái câu đó là phi trầu câu bất thành quan họ. Chúng ta hãy tưởng tượng là đi hát quan họ mà bây giờ không có cầu trầu, không có câu, không có mời nhau ăn trầu. Thì nó vô cùng đơn điệu. Cho nên ấy, là tôi mới khẳng định là nếu không có trầu câu thì những cuộc hát quan họ không còn ý nghĩa nữa. Cho nên tôi mới nói là phi trầu câu bất thành quan họ.
Thế còn cái miếng trầu giao duyên ấy, thì nó có thể hiện hai cái yếu tố cơ bản. Cái yếu tố thứ nhất ấy, là người ta khoe tài ăn nói. Miếng trầu nhưng lại là khoe tài ăn nói. Bởi vì các cụ vẫn có câu là lời chào cao hơn mâm cỗ. Cho nên cái lời mời đó cực kỳ quan trọng. Cho nên ấy, là cái thứ nhất ấy, là thông qua miếng trầu người quan họ thể hiện cái tài ăn nói. Và tôi có nghiên cứu đó, thì cái cách mời trầu và nhận trầu và từ chối của quan họ đó thì nó hơi khác so với những cái miền quê khác. Nó có gì đó văn hoa hơn, nó có gì đó rất là nghệ thuật. Cho nên cái lời mời rất là hay. Nhất niên nhất lệ năm mới tháng xuân, anh em chúng tôi đi hiệu cầu may, tình cờ lại gặp người đây, xin mời quan họ liền trị sơi khẩu trầu. Trước là để ngày xuân anh em chúng tôi mà may mắn, sau nữa là để được học đòi cho quý anh kịp em. Những cái lời mời rất là hay. Thế chứ còn nếu như người ta từ chối thì ban ấy đói, dạ miếng trầu ăn nặng bằng chì, sau rồi ăn biết lấy gì dạ ơn. Chị em chúng em còn cả sữa non măng, ăn trầu đã vậy, biết nói năng thế nào ạ? Thế thì từ cái người mời cho đến cái người nhận trầu từ chối đều là những câu thơ, những câu văn rất là hay. Cho nên có thể nói rằng là cái thứ nhất là người ta khoe tài ăn nói, mượn cái miếng trầu để khoe cái nghệ thuật mời. Cho nên ấy, mời mà không khéo đó thì người ta không nhận trầu. Cho nên ấy, tôi có nói thế này, trước khi có ngon tai thì mới ngon miệng. Tức là khi nghe lời mời phải ngon tai đã, thì khi ăn miếng trầu mới ngon miệng. Cho nên người ta ăn bằng mắt này, người ta nhìn thấy miếng trầu đẹp này. Sau đó người ta ăn bằng tai này, những cái lời mời hay này. Sau người ta ngửi thấy mùi thơm của trầu này, người ta ăn bằng mũi này. Và cuối cùng người ta ăn bằng miệng này. Cho nên tất cả những cái giác quan của những cái người quan họ đó đều được thưởng thức những cái miếng trầu. Và đó là cái lý do mà tôi vẫn nói là tên trầu Cánh Phượng thì không phải chỉ có người Bắc Ninh đâu, không chỉ có quan họ đâu, mà rất nhiều người ta tên trầu Cánh Phượng. Nhưng mà tên trầu Cánh Phượng mà cầu kỳ như Bắc Ninh thì có lẽ là tôi chưa thấy. Cái tên trầu này, cái thứ nhất là cái lời mời. Và cái thứ hai thì mơ đớn là thi nữ công gia chánh, tức là thể hiện bàn tay vàng. Cho nên thông qua cái miếng trầu này thì nó thể hiện cái tài năng. Miếng trầu này là sản phẩm lao động thủ công, nó gắn liền với tài năng của mỗi nghệ nhân, mỗi liền trị quan họ. Vì thế nó mang cái tính độc bản, không thể nào mà người ta tiêm trầu giống nhau được. Cho nên có thể nói rằng là nó hết sức cầu kỳ. Và nói lại một lần nữa là miếng trầu trong cái giao duyên của người xưa đó thì nó thể hiện thứ nhất là tài ăn nói, cái thứ hai đó là tới bàn tay vàng. Cho nên ấy, có thể nói rằng là đây là một sản phẩm nghệ thuật. Những chia sẻ rất là bổ ích ạ. Và thưa nghệ sĩ, dạ hợp nghe có câu là cơi trầu được mấy miếng ngon, tìm người trong đám được mấy người giòn người xinh. Và có rất nhiều hội có những cuộc thi têm trầu. Vậy thì nghệ sĩ có thể chia sẻ với dạ hợp về cái vấn đề này ạ. Cơi trầu ấy thì có rất nhiều miếng, nhưng không phải miếng nào cũng thật đẹp như tôi vừa nói. Miếng trầu của bà Lan têm khác miếng trầu của bà Hoàn. Thế thì trong cái cơi trầu này có thể có nhiều người têm, nhưng vẫn có những cái miếng đặc biệt. Cho nên cơi trầu được mấy miếng ngon, còn trong đám hội được mấy người giòn người xinh. Hội đi rất đông, nhưng mà những người thật xinh mà lọt vào mắt ta đấy, đâu có nhiều. Có khi chỉ có một người. Cho nên người ta có câu rằng là hội lim đông cả vạn người, mà anh chỉ nhớ nụ cười riêng em. Thế chỉ nhớ có mỗi một nụ cười thôi, còn ở đó có hàng vạn con người, thì cũng giống như là miếng trầu đó. Cho nên có thể nói rằng là đây cũng là một trong những cái cách nhìn hết sức là kỹ tính của người xưa. Thế còn trong cái câu này đó, thì thi têm trầu thì nó có một cái chuyện như thế này. Ngày xưa đó thì hội làng thì bao giờ cũng có hai phần. Phần thứ nhất là lễ, phần thứ hai là hội. Mà ai cũng biết hội Việt Nam, hội đồng bằng Bắc Bộ, nào thì đấu vật, nào thì trọi gà, nào thì đánh đu, nào thì cờ bỏi và vân vân. Thế nhưng mà đặc biệt đó thì ở trong hội thì có cái thi têm trầu. Thi cả nấu cơm này, thi cả làm bánh này, và rất nhiều thứ thi. Nhưng mà trong đó có một cái thứ thi mà muốn kén chọn bàn tay vàng, đó là thi têm trầu. Cái việc mà hội có thi têm trầu nữa thì trước hội đó là người ta đã phải niêm yết. Niêm yết tức là thông báo đấy, thông báo cho mọi người biết được năm nay hội thị cầu sẽ tổ chức thi têm trầu. Vì thế cho nên là các chàng trai cô gái xa gần
mà có ai dự thi thì đến đăng ký với ban tổ chức hội. Thế và sau đó ghi tên và đến ngày đó thì đến đó là dự thi. Thế và khi vào thi đó thì cụ Tiên Chỉ, ngày xưa trong mỗi làng có một người, có những người trân trọng, trong đó có cụ Tiên Chỉ, thì là thường cụ Tiên Chỉ sẽ được là người cầm trịch cho cái cuộc thi này. Trước khi vào cuộc thi thì cụ đánh trống, và sau khi kết thúc cuộc thi hết giờ cụ cũng đánh trống. Thế còn cùng với cụ Tiên Chỉ đó thì họ có một cái hội đồng chọn những người mà rất giỏi têm trầu, cho nên nó tạo cho người ta một cái háo hức, mà cái này đó là nó tuyệt vời, nó làm cho cái nữ công gia chánh ấy, công dung ngôn hạnh nó được cái phát triển hơn. Và tôi xin kết thúc cái phần này bằng một cái câu đọc cho bạn nghe, tức là trong cái bài mười cung của Thị Cầu ấy, của làng ta ấy, trong đó có cái câu là em têm một cây trầu, trước em trình chồng, sau em thết bạn, thết là mời đấy. Bạn ăn một miếng, bạn dở ra về, lại được tiếng khen, một mình em gánh cả giang sơn nhà chồng. Chỉ một miếng trầu thôi, nhưng mà cái ý nghĩa của nó cực kỳ to lớn mà. Em têm một cơ trầu, trước em trình chồng, sau em thết bạn. Bạn ăn một miếng, bạn dở ra về, lại được tiếng khen, một mình em gánh cả giang sơn nhà chồng. Và bây giờ thì tuyệt vời là có liền chị Thị Cầu cũng cùng ngồi đây. Và liền chị sẽ hát đáp lại cái bài của chính quê hương mình thay cho lời của cụ Sôi, đó là bài Quả Cau Non. Và xin mời các liền chị. Cầu em đi gánh đất đi tròn kết tóc xe tơ cái miếng dầu thơm ngon có vị thì quê hương ơ là anh hai ơi ơ là anh ba ơi cái miếng dầu ngon kết đại có châu à trần châu trần là bạn trần châu cau non vẫn đợi sánh bên dầu vàng cái miếng dầu ngon kết ngại khoa đá vàng đá vàng là bạn trăm năm nguyện xin hào hợp sắc cầm hoa hai ơ là anh ấy tư ơi ơ là anh năm ơi dầu hòa này thắm mãi mà không nghi phai ai ơi dầu hòa này thắm mãi mà không nghi phai.
Dạ vâng, ngày hôm nay dạ được tìm hiểu rất nhiều những ý nghĩa sâu xa của miếng trầu trong quan họ rồi ạ. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi và các nghệ nhân đã giúp dạ hợp được hiểu hơn những kiến thức rất là bổ ích ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, đúng như câu nói từ xưa đến nay, miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu có ý nghĩa rất quan trọng với văn hóa quan họ. Và dạ hợp hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã biết thêm được rất nhiều những kiến thức bổ ích ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình văn hóa quan họ lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.